Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, tướng tùy tâm sinh. Đây là một sự thật được công nhận không chỉ ở các nhà nhân tướng học, mà còn là quan niệm trong đạo Phật lẫn ông bà ta ngày xưa. Nét tướng được cho là tốt đẹp của vận số con người trong nhân tướng học, không giống như nét tướng dưới cái nhìn của giới phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng hạn như chiếc cằm to, nọng của người phụ nữ báo hiệu họ có vận mệnh tốt khi về già. Nhưng đối với giới thẩm mỹ thì cho rằng đó là nét tướng xấu. Chính vì không hiểu rõ về nhân tướng học mà nhiều người đã vô tình phá tướng của mình. Phá tướng ở đây không phải là phá hoại tướng mạo, mà là làm thay đổi tướng mệnh, từ đó làm thay đổi vận mệnh. Phẫu thuật thẩm mỹ như con dao hai lưỡi có thể giúp người tướng xấu bớt phần xui xẻo, nhưng ngược lại, có người đang mang nét tướng tốt nhưng thấy không hợp mắt, hợp thời trang nên chỉnh sửa, cuối cùng phá luôn vận may mà mình đang có, khiến cho cuộc đời đi theo một hướng hoàn toàn khác. Cho nên, để tránh sai lầm đó, hôm nay chúng tôi tổng hợp đến bạn 9 nét tướng của người phụ nữ, dù xấu nhưng lại là điểm báo số cực tốt ở tuổi 50. 1. Mắt một mí. Phần nằm giữa mắt và lông mày, tức mí trên mắt, được gọi là cung điền trạch. Cung điền trạch sẽ thể hiện tài sản của một người, gồm có bất động sản như đất đai, nhà cửa hay tiền bạc, sổ tiết kiệm. Nếu phẫu thuật thẩm mỹ mà ảnh hưởng đến phần cung điền trạch, phá vỡ khí tướng ở đây như cung điền trạch bị vết sẹo, bị lông mày che lấp hay có nốt ruồi hình xăm, thì đều có thể gây tổn hao tài sản. Ngày nay, chuyện phẫu thuật từ mắt một mí thành mắt hai mí vô cùng phổ biến. Nếu làm thì khó tránh khỏi sẽ để lại một đường sẹo mờ trên mí mắt. Theo nhân tướng học, nếu phạm phải điều này thì vận khí từ 50 tuổi trở đi sẽ bị ảnh hưởng. Bắt đầu từ năm này đến lúc về già, tài sản có thể sẽ xảy ra tranh chấp thị phi, gây tác động xấu đến vận mệnh cuộc đời. 2. Sống mũi vừa phải, đầu mũi tròn và đầy đặn. Trong tướng khuôn mặt, mũi nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, đại diện cho cung tài bạch và suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Với nữ mệnh, mũi còn đại diện cho cung phu, nghĩa là cung chồng. Nhiều người nghĩ rằng mũi to sẽ thô xấu, nhưng đó lại là điềm báo của người có tướng tài lộc và gia đạo bình an ở tuổi 50 trở đi. Khu vực sống mũi nằm giữa hai mắt và là khởi điểm của mũi được gọi là sơn căn. Nếu sơn căn quá thấp thì chứng tỏ nữ mệnh khó được hưởng hồng phúc của chồng, cũng chính là khó lấy được người chồng như ý. Đồng thời, vận khí của người chồng cũng không tốt, cuộc sống khó khăn, vất vả. Trong trường hợp này, có thể nâng sống mũi lên một chút để sơn căn cao hơn, vận khí cũng tốt hơn phần nào. Tuy nhiên, nhiều cô gái vì chạy theo vẻ đẹp thời thượng mà phẫu thuật quá đà, đem sống mũi độn lên thật cao. Vốn dĩ sống mũi vừa phải, đầu mũi tròn đầy đặn là tướng vượng phu, nhưng vì đẹp mà đem sửa cho sống mũi cao, đầu mũi nhọn, phá tướng là tốt thành xấu. Mũi lúc này có hình dáng nhọn giống như lưỡi dao sắc, thành tướng khắc chồng, phải chịu đời cô quạnh, đơn côi. 3. Cằm đầy đặn. Ngày nay,
đa phần mọi người thường thích cằm nhọn, vi lai, chứ không ai còn chuộng cằm đầy hay cằm trẻ. Tuy nhiên, người có tướng cằm đầy mới thực là quý tướng. Những người này tuổi già có vận may, càng về sau càng tốt. Ban đầu không tốt lắm, hoặc chỉ làm ăn nhỏ. Ở công ty, cơ quan chỉ là nhân vật có địa vị bình thường, thậm chí là trắng tay. Tuy nhiên, nhờ thời thế thay đổi mà họ sẽ phất lên, đạt được thành tựu trong cuộc sống. Đây là tướng mặt tay trắng dựng nghiệp rất điển hình. Tuổi trẻ bỏ công bỏ sức, về già được hưởng thành công muộn nhưng vô cùng rạng rỡ. Theo thuật tướng số, đàn ông tướng hoàn hảo nhất là cằm vuông. Nó đại diện cho sự trưởng thành, chín chắn, trầm ổn, hành sự quyết đoán. Còn phụ nữ tốt nhất là cằm tròn. Có thế cuộc đời mới viên mãn, hạnh phúc. Chẳng thế mà từ xa xưa, người ta đã tôn vinh nét đẹp chuẩn mực là đàn ông mặt vuông chữ điền, phụ nữ mặt trái xoan là lý do vậy. Nhân tướng học cho rằng, người mà cằm quá nhọn thì dễ nảy sinh nhiều điểm khó chịu như tâm tính thất thường, nóng giận vô cớ. Cằm quá nhọn còn dễ ảnh hưởng đến hậu vận, tuổi già khó hưởng được an lạc thái bình. 4. Lông mày dày rậm. Lông mày là đại diện cho cung huynh đệ, cung bằng hữu, chính là chỉ các mối quan hệ xã hội. Nó cũng là cung tài bạch thứ hai trong nhân tướng học. Những người có khuôn mặt đầy đặn phương phi, lông mày rõ ràng, sắc nét, thường là người có tài. Những người này rất giàu tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chịu khó, tích lũy từ chuyện nhỏ để theo đuổi mục tiêu của bản thân. Một khi họ đã quyết định thì sẽ kiên trì tới cùng, không bao giờ thay đổi. Họ còn là người có tính cách thẳng thắn, dũng cảm, khí phách. Một khi đã quyết định việc gì sẽ can đảm tiến lên, không e ngại khó khăn hay cản trở, không thành công, quyết không bỏ qua. Chính nhờ tính cách này mà về già, họ hưởng được đời sống sung túc về tiền bạc, gia đạo yên ấm, chồng con yêu thương. Đối với phụ nữ có lông mày thưa, mỏng, có thể chọn cách đi theo lông mày. Làm vậy có thể giúp cho nhân duyên vượng phát, quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ là không bao giờ được cạo hết lông mày đi. Dù là sau đó bạn có kẻ vẽ hay thêu lông mày, nhìn bên ngoài không ai phát hiện ra bạn không có lông mày, nhưng kỳ thực vẫn chẳng thể thoát khỏi việc phá tướng. Lông mày không có cũng là điềm báo tài lộc tiêu tán, cô đơn hiu quạnh, không người bầu bạn lúc về già. 5. Người có con mắt dài nhỏ, ánh mắt thâm thúy. Theo quan điểm của nhân tướng học, những người có con mắt dài nhỏ có khả năng quan sát nổi bật hơn người. Họ rất dễ nhìn thấu đối phương cũng như mấu chốt của vấn đề. Mới đầu, họ chỉ đi làm thuê cho người khác hoặc làm ở cơ sở, nhưng sẽ từng bước tiến dần, tích tiểu thành đại để phát triển cao hơn. Những người có nét tướng này nhìn xa trông rộng, tới đúng thời cơ sẽ lập tức nắm bắt và ra tay hành động quả quyết, kiếm được thu nhập không nhỏ. Người này dễ dàng tay trắng dựng nghiệp, cuối cùng thu được thành tựu, nhất là từ độ tuổi 50 trở về sau, phúc tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến. 6. Người có vành tai dày, lỗ tai lớn. Tai là bộ phận trọng yếu đại diện cho phúc họa, phú quý. Lỗ tai đường viền rõ ràng, vành tai dày dặn là đại diện cho người có phúc phận rất tốt. Người này
có thể ban đầu không có địa vị hay tiền bạc gì đáng kể, cũng chẳng có quan hệ xã giao rộng rãi khắp nơi. Thậm chí ngay cả số vốn ban đầu để khởi nghiệp cũng không hề có. Nhưng nhờ phúc khí của bản thân được vận may ưu ái nên gặp cơ hội mà phất lên, có thể chiếm được của cải danh vọng song hành, có thể xem như là tướng mạo phát đạt nhanh chóng. 7. Mặt vuông chữ điền. Mặt kiểu chữ điền nghĩa là trán có dạng hình vuông, khung xương quai hàm nhô ra, đồng thời khuôn mặt đầy đặn. Phụ nữ có khuôn mặt tương đối phóng khoáng, rộng lượng, đối xử tốt với bạn bè. Họ có tính cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè vượt qua hoạn nạn khó khăn. Đây có thể coi là một nét tướng xấu. Tuy nhiên, đây lại là người phụ nữ rất tài hoa, thông minh sắc sảo. Họ thừa hưởng nhiều phúc đức tài vận, bước vào giai đoạn trung vận đến khi già. Họ sẽ có cuộc sống vô cùng giàu sang, viên mãn. Đa phần, phụ nữ có mặt chữ điền là tay hòm chìa khóa tốt. Cưới được người vợ này, các ông chồng hãy cứ yên tâm về khả năng tài chính của gia đình. 8. Phụ nữ ngực lép. Phụ nữ rất tự ti nếu như có ngực lép. Tuy nhiên, điểm này lại thu hút tài cực mạnh. Những người phụ nữ ngực lép thường có phúc khí lớn. Từ khi còn độc thân, họ đã có cho mình một gia sản lớn. Về già, họ có cuộc sống giàu sang phú quý, tiền tiêu hoài không hết. Theo nhân tướng học thì đây là đặc điểm của phụ nữ hút tài hút lộc vô cùng mạnh mẽ. Vì thế, bạn đừng phá đi nét tướng này nếu thật sự không cần thiết, để về sau không phải hối hận. 9. Chân to, thô. Phụ nữ thường thích đôi chân thon dài nuột nà mà không có được, ngược lại bị thay thế bằng đôi chân to, mập mạp, thì cũng đừng quá muộn phiền. Đúng là đôi chân đó khiến bạn nhìn thiếu thanh thoát, mặc đồ cũng kém đẹp hơn, nhưng về lâu về dài thì đó lại là nét tướng tốt đó. Theo các chuyên gia nghiên cứu về nhân tướng, đôi chân của người phụ nữ trong nhà cũng giống như cây cột trụ nâng đỡ tài lộc, phúc khí của cả gia đình. Thế nên, nếu cột trụ mà to, vững, thì tất nhiên là gia đạo sẽ an yên, phải không? Chân to mới nhiều lộc, quả thực đó là nét tướng phát tài. Bạn sẽ có khả năng làm giàu rất tốt, chẳng những kiếm được tiền mà còn biết giữ tiền nữa. Lấy chồng thì chồng con được nhờ, còn nếu không may chưa tìm được người tốt thì hãy cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Bởi chính bạn đã là đại gia thì sao phải nhờ cậy vào ai nữa? Bạn thân mến, phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp nên họ luôn muốn hoàn hảo về mọi mặt, về vóc dáng ngoại hình. Nhưng sự thay đổi diện mạo cần phải cẩn thận và không nên quá đà. Con người ta không phải cứ xinh đẹp thì mới đáng yêu, mà là đáng yêu nên mới trở nên xinh đẹp. Nếu thực sự cảm thấy ngoại hình không được đẹp thì có thể chỉnh sửa đôi chút, nhưng ở mức độ vừa phải và không phạm vào những cung quan trọng theo tướng học. Nếu chỉnh sửa nhiều, có thể sẽ khiến cho vận khí thay đổi, bởi vì diện mạo là nơi chứa đựng vận mệnh mà tạo hóa đã ban cho. Tối kỵ là can thiệp thô bạo bằng những liệu pháp xâm lấn, mà nên được hoàn thiện bằng những liệu pháp tự nhiên nhất. Cách phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất là tu tâm dưỡng tính, để tâm tự sinh ra tướng và cát khí tự nhiên theo nhau mà tới. Đó mới là nguồn cội của vấn đề
mà phụ nữ nên nhớ nếu muốn mình trở thành một người đàn bà đẹp và nắm được vận mệnh tốt khi về già. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng. Hy vọng qua video này bạn sẽ tự tin hơn về diện mạo của mình, cũng như tránh việc phá tướng khiến tổn hại vận khí khi tuổi xế chiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.